Hello mọi người, chào mọi người một ngày mới vui vẻ. Hôm nay của mình cũng tiếp tục lên núi để thăm bãi đây mọi người. Vừa lên này, để xe dưới kia, leo lên cái dốc này là đuối luôn mọi người. Mình đã bây giờ đến cái bãi đầu tiên trước mặt mình nha mọi người. Biết cái chỗ đâu đây. Mọi người chờ đợi cái của chuyến thăm bãi ngày hôm nay của mình nha mọi người. Trời hôm nay chắc cũng khó là nắng mọi người. Mới sáng mà mặt trời đỏ rực luôn. Cái đầu tiên nha mọi người. Bây giờ theo cái cũng là theo đường sai. Cái đầu tiên không có chơi. Hy vọng những cái cuối cùng nha mọi người. Tiếp đó một cái là mọi người. Cái đó là như còn nguyên không mặt nè mọi người. Còn nguyên không mọi người. Tiếp tục cái nhọn là mọi người ơi. Mình thấy dính con chi rồi, không mất cái cạp cầm bỏ con một đột cái thằng nông kia. À, quá ra rồi mọi người, một tụt quá rồi mọi người, xả nước rồi. Rồi cái chân rồi. Chân đứt cái chân, xả chân. Chân của con bình biệt nha mọi người. Biệt xả nước rồi. Gà này lại tiếp tục đi thăm cái hốt nè mọi người. Tính nó được con chi. Cái tống lộ kẹp nha mừng này. Mình nhìn sơ sơ mình thấy dính con chi rồi mọi người. Cái tống lộ kẹp ra rồi. Đã một con bìm bịp tiếp theo mọi người. Bịp ra mọi người. Bìm bịp lên. Đó, gà có lộ kẹp đó. Ba cái bò này dính là những việc luôn rồi tiếp tục mình đi săn tiếp tục nha mọi người. Nấm trùm mọc rộ rồi mọi người ơi. Ai mà ăn được nấm trùm thì tranh thủ đi nhổ đi. Nấm này mọi người thấy nấm ngon không? Nó rụp luôn. Cái nấm này nói chung là cũng đáng đó mọi người. Ăn được thì rất ngon mà ai không ăn được thì không ai chịu đáng là ăn được đâu. Người thấy nấm không? Ăn quen là ăn rất ngon mọi người. Nãy giờ mình đi theo đó đường mình thấy mập cùng hết. Lấy hồn rồi mọi người ơi. Mình thấy cái lỗ kẹp trống. Có bòn ba nữa, lỗ trống mọi người. Lỗ kẹp chạy được rồi. Không còn ở dưới này mọi người. Dạ. Dạ mới kéo ra mọi người.
Tam giác đâu mọi người. U. U trời. Cực khủng mọi người. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Con đen cực khủng luôn. Quá khủng khiếp luôn mọi còn đây khoảng của cái dài này là mọi người dài này mọi người con này tầm hơn ký nha mọi người quá đó. Để mình gỡ rồi mình tiếp tục mình làm cái phát pháp tự có được con chi nào không nghe mọi người rồi bác nói bô là nghe mọi người thì mình lên mình ghé lại cái bãi lại nghe mọi người tầm ký máy nghe mọi tiếp tục đi thăm bé khóc tại bây giờ cũng cuối trưa rồi mình cũng tham số 7 rồi trời cũng đoạn định đi xuống núi rồi mọi người mình đi cần lên xe rồi đây rồi mình xin cộng hưởng video ở đây mọi người xem video cho mình xin một lượt đăng ký với nghe cảm ơn mọi người rất nhiều hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha.